Đây là lần đầu tiên Ngọc cầm trên tay một bộ đồ chơi nghệ thuật phiên bản Gearbox đến từ nhà Bossmart. Cùng với Ngọc khám phá xem liệu phiên bản này thì có khác gì so với phiên bản thường nhé. Yo, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Ngọc. Như đã hứa video trước đó thì tuần này Ngọc mời mọi người cùng với Ngọc unbox bộ đồ chơi mới nhất của mấy em Sega có tên là We Are So Cute. Nhưng mà đặc biệt hơn một tí xíu, thay vì có bao bì phiên bản thường thì Ngọc chơi luôn phiên bản Gearbox cho nó máu. Tại vì em Sega là một trong những em nhân vật mà Ngọc rất rất là thích từ tận cái series 1 tới giờ luôn. Ở trong series đầu tiên á, thì chúng ta sẽ có ba em này có thiết kế hóa thân thành ba em động vật khác nhau. Còn ở trong bộ đồ chơi ngày hôm nay á, thì tất cả 12 em đều sẽ hóa thân thành một loại động vật. Và mỗi em như thế đều sẽ có một cái câu chuyện rất là ý nghĩa. Thiết kế bao bì của cái phiên bản Gearbox này á, sẽ có hình dáng giống như là một cái vali vậy đó. Ở phía trên này chúng ta sẽ có hai cái tay sách nè, nhìn khá là cưng ha. Về kích thước thì theo Ngọc thấy chắc là nó chỉ bự hơn mấy cái hộp bình thường một tí xíu thôi. Nhưng mà có một cái đó chính là trọng lượng của cái hộp này cực kỳ nặng, chắc là nặng gấp đôi luôn đó mọi người. Mở ra thì cũng khá đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần kéo lên như thế này. Nó sẽ có một cái cục 500 ha, cho nên khi mà kéo lên á, cảm giác nó sẽ hơi nặng nặng một tí xíu, cảm giác nó rất là xịn luôn á. Ở bên trong chúng ta sẽ có cái bộ đồ chơi phiên bản thường. Vậy có nghĩa là nếu mà mọi người trả thêm một số tiền để mua cái phiên bản Gearbox này á, thì mọi người sẽ nhận được một cái bộ đồ chơi phiên bản thường giống như bán tràn lan đó ha, và một cái hộp như thế này. Nhưng mà cái này không chỉ đơn giản là một cái hộp không như vậy đâu nha. Nếu mà đơn giản như vậy thì dễ gì mà Ngọc bỏ ra thêm mấy chục đô mua cái phiên bản này làm gì, đúng không? Thì đây đây, Ngọc sẽ show cho mọi người coi. Thực chất á, cái vali này chính là một cái tủ để trưng bày cái bộ đồ chơi này luôn nha. Ở bên trong ngoài cái bộ đồ chơi ra thì chúng ta sẽ được tặng kèm đây hai cái bìa như thế này được làm từ giấy, và ở giữa sẽ có một cái miếng giống như là một cái miếng nhựa trong suốt vậy đó, để chúng ta gắn vào hai bên của cái hộp để tránh cho mấy cái em đồ chơi bên trong bị bụi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái hộp như thế này. Ở bên trong sẽ có tổng cộng 1, 2, 3, 4 cái miếng như thế này được làm từ giống như là một cái bìa cắt tông vậy đó ha, nhưng mà nó khá là chắc chắn á. Bốn cái thanh này thì mọi người sẽ gắn vào bốn cái nấc ở trên cái hộp nè. Và từ một cái vali nó đã biến hóa thành một cái hộp trưng bày rất là cưng luôn. Và một cái lý do nữa để Ngọc quyết định mua cái phiên bản Gearbox này, đó chính là hiện tại Ngọc hết chỗ trưng mấy em đồ chơi rồi mọi người. Cho nên khi mà mua cái phiên bản Gearbox này, chúng ta sẽ có nguyên một cái display box như thế này để trưng mấy em nó lên luôn. Ngoài ra thì nhìn chắc chắn là sẽ rất là hợp so với để lên mấy cái kệ bình thường. Ok, cái chuyện có hợp hay không á thì để cuối video khi mà Ngọc đặt mấy em nó vào thì chúng ta sẽ đánh giá sau ha. Còn bây giờ thì cùng với Ngọc unbox bộ đồ chơi ngày hôm nay luôn nha. Tuy là cái bộ đồ chơi này có tên là We Are So Cute, có nghĩa là chúng ta quá dễ thương, nhưng mà trái lại thì màu sắc nhìn nó hơi u tối, không có dễ thương một tí xíu nào trơn á. Em đầu tiên của chúng ta sẽ có thiết kế giống như là một chú vịt vậy đó, với tông màu chủ đạo là màu trắng đen, nhìn khá là giống với cái bao bì nè. Và ấn tượng đầu tiên khi mà Ngọc cầm em nó trên tay, đó chính là cái bề mặt hoàn thiện của em nó cực kỳ tốt, không có thua kém gì cái series 1 nha. Bề mặt hoàn thiện á, thì sờ rất là mịn, màu sơn á, thì gần như là không có lem một tí xíu nào hết trơn á. Ngoài ra thì cái độ chuyển màu từ màu xám sang màu trắng nhìn rất là mượt mà luôn nè. Và dựa vào thẻ tên của em này thì chúng ta sẽ biết được em nó có tên là Ugly Duckling, có nghĩa là chú vịt con xấu xí. Và cái câu chuyện này thì chắc có lẽ là ai cũng biết rồi đúng không? Kể về một cái chú vịt con lúc nhỏ thì có ngoại hình xấu xí, không có giống với anh em của mình. Cho nên là bị anh em của mình cũng như là mấy cái động vật khác ở trong trang trại á, ăn hiếp nè, bắt nạt nè, rồi đối xử tồi tệ. Cho đến khi lớn lên á, thì cái chú vịt con xấu xí này đã hóa thân thành một cái con thiên nga rất là xinh đẹp trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Và theo Ngọc thấy, tuy cái câu chuyện này nó khá là đơn giản nhưng mà nó lại mang rất là nhiều ý nghĩa. Ví dụ như là lên án vấn nạn body shaming, bắt nạt người khác khi mà người đó không có giống như là số đông. Ngoài ra thì câu chuyện cũng nêu lên tinh thần dũng cảm vượt qua khó khăn, không bỏ cuộc cũng như là chấp nhận con người thật của mình. Thì đó là cái phiên bản gốc thôi. Còn đối với em Sega của chúng ta thì Ngọc đoán là thay vì trốn chạy khi mà bị bắt nạt thì em nó sẽ chống trả lại với mấy cái lời nói ác độc đó. Bằng chứng là nhìn cái khuôn mặt của em đó nè, rất là căng luôn ha, chứ không phải là kiểu khóc lóc giống như là cái chú vịt ở trong câu chuyện. Và theo Ngọc thấy thì chúng ta cũng nên học hỏi từ cái em Sega này, đó chính là đừng để lời nói của người khác làm ảnh hưởng đến mình. Lắng nghe góp ý để mà cải thiện bản thân á, thì đó là một cái điều tốt. Nhưng nếu mà cái góp ý đó đi theo một cái chiều hướng tiêu cực á, thì tốt nhất là nên lơ nó đi ha.
Và em nay sẽ có một cái phụ kiện đi kèm. Đầu tiên khi mà Ngọc nhìn á thì Ngọc đoán hoài không có biết đây là cái gì, nhưng mà sau khi đọc câu chuyện của em này á thì Ngọc mới biết đây là một quả bóng nhưng mà nó đã bị xì hơi rồi nha. Đây, chúng ta sẽ gắn vào tay của em nó như vậy. Nhìn nó có tạo hình khá là giống với cái đôi dép mà em xích gà đang mang nè. Và cái khớp nối của em này cũng sẽ giống như là mấy cái khớp nối khác của nhà Bob Mod, đó chính là nó rất là lỏng lẻo và dễ rớt ra luôn, cho nên là mọi người nhớ cẩn thận làm mất nhé. Cho bạn nào chưa biết thì mấy em xích gà sẽ có một cái thiết kế đặc trưng, đó là ở trên cái đôi giày của em nó sẽ có một cái khuôn mặt, và cái khuôn mặt này cũng sẽ có biểu cảm tựa tựa như là cái biểu cảm của em xích gà ở trên này luôn. Ví dụ như ở đây cả hai đều sẽ có một cái biểu cảm hơi cau có, tức giận một tí xíu. Đến với hộp thứ hai luôn nha. Em tiếp theo sẽ có một cái màu sắc khá là tươi sáng với một cái biểu cảm trên khuôn mặt cực kỳ dễ thương luôn. Và em nó có tên là Free Bird, có nghĩa là một chú chim tự do. Mấy em xích gà ở trong bộ đồ chơi này sẽ có một cái ý nghĩa nó khá là ẩn dụ á. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản hoặc cũng có thể là tìm hiểu sâu xa hơn để suy diễn ra một cái câu chuyện nào đó. Cái em này thì Ngọc suy nghĩ nát óc luôn, nhưng mà cũng không có nghĩ ra được một cái câu chuyện ý nghĩa nào khác ngoài cái việc đó chính là ở trên tay của em nó đang cầm một cái đầu có hình giống như là một con chim bồ câu vậy đó. Mà chim bồ câu thì thường tượng trưng cho hòa bình, hạnh phúc, cũng như là loài chim thì cũng tượng trưng cho cái sự tự do bay lượn trên bầu trời. Và cái màu sắc chủ đạo của em này là màu trắng và màu xanh, cũng như là mấy cái hình ở trên áo của em nó nè, có hình giống như là một cái đám mây vậy đó. Mà cái bầu trời mà xanh tươi như thế này á, thường sẽ tượng trưng cho một cái mong muốn, một cái tương lai tươi sáng. Và mấy cái đám mây á, thì thường nó sẽ bay bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời rất là tự do, giống như là loài chim vậy đó. Do là ý nghĩa của cái bộ đồ chơi này á, nó khá là ẩn dụ, cho nên trước khi mà unbox bộ này thì Ngọc đã tìm hiểu sơ qua hết 12 em rồi. Và theo Ngọc thấy á, thì đây là cái em duy nhất ở trong bộ đồ chơi ngày hôm nay mà mang một cái ý nghĩa gì đó mà tươi sáng tích cực. Còn đa số mấy em còn lại á, thì sẽ mang một cái câu chuyện gì đó mà kiểu phản ánh một cái thực trạng nào đó, giống như là cái em vịt này nè, phản ánh một cái việc giống như là body shaming, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. À, và ngoài cái đặc điểm là cái khuôn mặt ở trên đôi dép của em xích gà thì còn một cái đặc điểm nữa mà Ngọc quên nói, đó chính là mấy em xích gà của chúng ta sẽ có một cái đôi mắt được làm từ cái nhựa trong suốt và nó sẽ lõm vào bên trong như thế này, cho nên là nhìn mấy em nó sẽ cực kỳ có hồn luôn nha. Ngoài ra thì cái mái tóc của em xích gà sẽ có thiết kế kiểu nhọn nhọn như vậy nè. Và cái ý nghĩa của cái mái tóc này thì Ngọc cũng đã nói ở trong cái video ở series 1 rồi, nếu mà bạn nào chưa xem á thì có thể bấm vào đây để xem lại cái video đó ha. Wow, em thứ ba của chúng ta thì Ngọc cảm giác là em nó có kích thước khá là to so với hai em vừa rồi nha. Đây, chắc là do cái phần nón của em này sẽ có hai cái lỗ tai cũng như là cái vòi phía trước như thế này, giống như là một cái chú voi vậy đó ha. Và còn có một cái đặc điểm mà làm cho Ngọc thấy ấn tượng với em này, đó chính là cái khuôn mặt của em nó. Theo Ngọc nhớ thì đây là lần đầu tiên Ngọc thấy cái khuôn mặt biểu cảm như thế này của em xích gà luôn. Bình thường á thì mấy em xích gà sẽ có cái biểu cảm có hai cái con mắt mở to tròn như thế này nè, chứ không có giống như là em voi của chúng ta ha. Và phụ kiện đi kèm sẽ là một cái mặt nạ, chúng ta sẽ gắn vào tay cho em nó. Đây, cái mặt nạ này sẽ che đi nửa cái khuôn mặt của em xích gà nha. Và nãy giờ thì Ngọc mới để ý, đó chính là màu sắc của em voi này rất là đẹp luôn nha. Một cái màu xanh nhìn nó hơi cũ cũ một tí xíu. Ngoài ra thì cái độ chuyển màu ở trên cái lỗ tai nè, ở trên cái vòi và cả cái đuôi nhỏ phía sau nữa, nhìn nó rất là mượt mà luôn. Em nó có tên là chú voi cảnh giác. Theo câu chuyện của em này kể về một cái chú voi với rất là nhiều tổn thương, và em nó dùng một cái mặt nạ như thế này để che đi cái cảm xúc thật của em nó, cũng như là cái mặt nạ này sẽ giúp em nó tránh bị tổn thương ở tương lai. Thay vì luôn vui vẻ và dễ tin người như lúc trước thì giờ đây chú voi này đã khép mình lại cũng như là cảnh giác với tất cả mọi thứ xung quanh. Nó cho dễ hiểu thì theo Ngọc thấy nó cũng giống như là ở trong tình yêu vậy đó. Lần đầu tiên khi mà chúng ta yêu một ai á, thì thường chúng ta sẽ rất là tin tưởng họ nè, bày tỏ hết trơn cảm xúc mà chúng ta đang nghĩ ở trong đầu. Và nếu mà may mắn gặp một người yêu thương chúng ta thì không nói rồi, nhưng nếu mà gặp một người xấu và làm tổn thương chúng ta thì chắc chắn là ở những cái mối quan hệ tiếp theo chúng ta sẽ thường rất là khó để tin tưởng người đó, cũng như là lúc nào cũng sẽ dè chừng, không có dám bộc lộ hết trơn cảm xúc thật của mình, kiểu giống như là tâm lý sợ bị tổn thương thêm một lần nữa mọi người. Hộp thứ tư luôn nha. Em thứ tư của chúng ta cũng chính là em nhân vật được in ở trên bao bì luôn. Và em nó có tên là sói con trốn thoát. Cái chữ cấp ở trong tên của em này á, sẽ thường được dùng cho mấy cái con động vật mà giống như là còn em bé, giống như là sói con nè, gấu con, hoặc là mấy con sư tử con chẳng hạn. Do là một chú sói con cho nên là nhìn khuôn mặt của em nó khá là hồn nhiên và ngây thơ. Ở trong câu chuyện của em này thì em nó có một cái khao khát mãnh liệt muốn đi ra thế giới bên ngoài, khám phá nhiều điều mới mẻ. Mặc dù bản thân là một loài sói mạnh mẽ, nhưng mà em nó biết ở ngoài kia thì còn có nhiều loài động vật khác nguy hiểm hơn đang rình rập em nó, cho nên tốt nhất khi mà đi ra ngoài thì chúng ta sẽ nên giữ im lặng. Đó là lý do tại sao mà ở miệng em nó chúng ta sẽ thấy có cái chi tiết giống như là cái miếng băng keo đang dán miệng nó lại như vậy nè.
Cái này thì Ngọc đoán nó kiểu giống như là khuyên chúng ta, dù là ai đi nữa, khi mà ra xã hội ngoài kia thì chúng ta lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác, không có để lộ sơ hở để kẻ xấu có cơ hội để lừa gạt hay là làm hại chúng ta. Mặc dù biết em nó là sói cho nên chắc chắn hai cái chi tiết này là hai cái lỗ tai của em nó, nhưng mà Ngọc nhìn kiểu gì nó cũng giống như là hai cái sừng vậy đó, chứ không có giống như lỗ tai gì hết trơn á. Ở ngay chỗ này cũng sẽ có một cái chi tiết hàm răng rất là nhỏ luôn nè. Và ở trên người của em này cũng sẽ có rất là nhiều mấy cái vết khâu khâu đen đen giống như vậy nè. Đó, một cái chi tiết chúng ta cũng sẽ thường hay thấy ở mấy em xích gà ha. Cái tai của em nó đang co co là như vậy, nhìn rất là dễ thương luôn ha. Đến với hộp thứ 5 luôn. Em này có một cái đôi mắt rất là đẹp luôn nha, khác hoàn toàn so với mấy cái em vừa rồi luôn. Toàn bộ cái đôi mắt sẽ có màu xanh, ngoài ra thì cái tròng mắt nó sẽ hơi sọc sọc như thế này nè, giống như là mắt của mấy con mèo hay là con báo vậy đó. Em nó có tên là Sleepy Cat, có nghĩa là một cái chú mèo buồn ngủ, một cái chú mèo mệt mỏi. Chi tiết đồng tiền vàng mà em nó đang cầm ở trên tay làm cho Ngọc liên tưởng tới mấy cái chú mèo cầu tài. Thì câu chuyện của em này đó chính là mấy cái con mèo cầu tài á, thì lúc nào cái tay của nó cũng sẽ ngoắc ngoắc như vậy nè, kiểu ngày này qua tháng nọ, cho nên là em này em rất là mệt mỏi luôn. Với lại em nó cũng không có hiểu ý nghĩa cái công việc của em nó đang làm là gì nữa. Điều này làm cho Ngọc liên tưởng tới một việc, đó chính là ba mẹ của chúng ta thường sẽ bắt ép chúng ta theo đuổi hoặc là làm một cái công việc mà chúng ta không hề thích, để rồi mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, đi làm một cái công việc nhàm chán rồi lại đi về ngủ, sáng hôm sau lại đi làm như vậy, dần dần trở thành một cái thói quen. Ban đầu thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy khá là ổn, nhưng mà chắc chắn về lâu dài thì chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán, trống rỗng, không có hiểu tại sao mà chúng ta lại làm công việc này thay vì theo đuổi đam mê hoặc là cái công việc mà chúng ta có sở trường. Và lúc đó thì chúng ta cũng sẽ giống như em mèo này vậy, chỉ muốn dừng lại, nghỉ ngơi và suy nghĩ các dự định khác cho tương lai, chứ không thể nào mà cứ tiếp tục cái công việc như vậy được. Ngoài ra thì cái bộ lông của em này sẽ có màu trắng và màu đen, nhìn giống như là mấy cái con bò sữa vậy đó. Điều này làm cho Ngọc nghĩ đến việc mấy cái con bò sữa thì thường nó sẽ không có thích bị người ta vắt sữa từ ngày này sang tháng nọ, nhưng mà nó không có sự lựa chọn nào khác, cứ phải sống một cái cuộc sống mà nó không thích. Tại vì từ khi mà được sinh ra thì nó đã bị con người quyết định cái số phận là nó phải bị như vậy rồi, chứ nó không có quyền tự quyết định cho bản thân mình ha. Em tiếp theo của chúng ta sẽ có khá là nhiều phụ kiện, Ngọc sẽ gắn vào cho em nó luôn ha. Đầu tiên sẽ là hai cái lỗ tai. Cái khớp nối của hai cái lỗ tai này thì khá là chắc chắn nha, và chúng ta có thể xoay nó như thế này. Tiếp theo sẽ là một cái món đồ chơi, chúng ta sẽ gắn vào cái tay ở phía sau của em nó như vậy. Và em nó có tên là chó con buồn chán, giống với cái biểu cảm trên khuôn mặt của em nó, đó là hơi vô hồn và nhìn khá là chán nản nè ha. Và lý do mà em nó nhìn cô đơn như vậy thì theo Ngọc đoán có lẽ là em nó đang đợi chủ của mình, đợi mãi mà vẫn chưa có thấy người chủ đó quay lại đón em nó. Hoặc là trong trường hợp tồi tệ hơn thì có thể là cái người chủ đó đã cố tình bỏ rơi em nó rồi mọi người ơi. Mặc dù vậy nhưng mà em Sigga vẫn một mực trung thành, vẫn mãi mãi một cái tình yêu dành cho người chủ của mình, vẫn sẽ đứng đây đợi cho đến cái hơi thở cuối cùng. Và cái món đồ chơi của em này có hình giống như là một cái chú chó được làm bằng gỗ vậy đó. Điều này làm cho Ngọc nghĩ đến cái việc là cái mong ước của em này muốn em nó và chủ của em nó luôn luôn bên nhau, giống như là em nó với cái món đồ chơi này vậy. Và kiểu giống như em nó muốn được một lần nữa thôi, được chủ của em nó dắt đi dạo giống như là ngày xưa vậy đó, rất rất là hạnh phúc luôn. Nhưng có lẽ là điều này sẽ không thể nào xảy ra được nữa, tất cả chỉ là ký ức mà thôi. Hộp tiếp theo. Tiếp theo chúng ta có một em thỏ, và tên chính xác của em đó là chú thỏ đi lạc. Ở series 1 thì chúng ta cũng đã có một em có thiết kế là một cái chú thỏ rồi nè, nhưng mà nhìn hai em nó khác nhau hoàn toàn luôn ha. Một em thì có cái biểu cảm khá là cau có nè, còn cái em này thì có một cái biểu cảm nhìn khá là buồn bã và nhìn hơi tội ha. Tại vì ở trên mặt của em nó còn có một vài cái vết thương nữa nè. Cái thiết kế của em này nhìn cũng khá là lạ, với một cái đôi tai cột ra phía trước như này thay vì dựng lên giống như là mấy cái em thỏ bình thường. Và ở trên đầu của em nó sẽ có một cái đầu sọ nhìn khá là đáng sợ ha mọi người. Nhưng may mắn là em này lại có màu sắc là màu trắng và màu hồng, cho nên là cảm giác nó cũng hơi dễ thương á. Ở phía sau của em nó thay vì có cái đuôi thỏ như thế này thì em nó sẽ có một cái chú gấu đang chui ra như thế này. Ngoài ra thì ở trên đầu sẽ có một vài cái chi tiết màu xanh xanh, cái gai màu xanh xanh đâm đâm ra như vậy nè. Thật sự mà nói thì khi mà nhìn vào cái tên của em này cũng như là cái thiết kế của em nó thì Ngọc cũng không có kiểu cảm nhận được cái câu chuyện đó mọi người, cho nên chắc có lẽ là Ngọc sẽ để câu chuyện của em này cho mọi người tự cảm nhận ha. Nhưng nếu mà bỏ qua cái tên mà chỉ nhìn vào cái thiết kế thôi á, thì Ngọc đoán em này có một cái câu chuyện giống như là
em nó là nạn nhân của bắt nạt vậy đó, vừa về cái mặt thể xác và vừa về cái tinh thần nữa, cho nên là em nó có khá là nhiều mấy cái vết thương ở trên người, cũng như là cái chi tiết em nó cột hai cái lỗ tai lại, giống như là em nó không có muốn nghe thêm bất cứ một cái điều gì nữa làm cho em nó tổn thương. Không biết là có phải như vậy không, tại vì còn mấy cái chi tiết giống như là cái đầu sọ, mấy cái gai và cả cái con gấu chui ra đằng sau như này thì Ngọc cũng không biết giải thích như nào nữa mọi người. Còn 5 em thôi mọi người ơi, không biết là ngày hôm nay chúng ta có may mắn mở ra em Sirit không ha. Tại vì Ngọc cực kỳ thích em Sirit của bộ đồ chơi này luôn, cũng như là em nó sẽ có một cái câu chuyện cực kỳ ý nghĩa. Còn ra em Sirit không đây? Không ra em Sirit rồi mọi người ơi. Nhưng mà đổi lại chúng ta có một cái em theo Ngọc thấy có thiết kế rất là đẹp và nhìn khá là bắt mắt so với mấy cái em vừa rồi luôn. Tại vì toàn thân em nó đều có một cái lớp sơn bóng rất là đẹp nè. Mới đầu nhìn em này thì Ngọc không thể nào đoán ra được em nó là con gì hết trơn mọi người. Nên là nhìn tạo hình nó kiểu cái lỗ tai thì dài dài rồi có cái sừng nhọn nhọn vậy nè ha. Đó. Nhưng mà sau một hồi nhìn kỹ thì Ngọc đoán em nó là một chú chuột nha. Tại vì em nó có một cái bộ trang phục cũng như nếu mà nhìn sơ sơ thì khá là giống với cái chú chuột Mickey. Còn cái chi tiết trên đầu của em nó lúc nãy Ngọc nghĩ là sừng á, thì sau khi mà nhìn kỹ lại cũng như là nhìn cái phụ kiện đi kèm là cái đế của em nó nè, có hình giống như là một cái chú chim vậy đó ha. Thì Ngọc mạnh dạn đoán đây là một cái giống như là một cái mỏ chim vậy đó nha. Đây mọi người thấy ở ngay chỗ này còn có một cái chi tiết giống như là cái băng keo dán này nè. Đó. Và câu chuyện của em này kiểu giống như là em nó là một cái chú chuột nhưng mà lại có một cái ước mơ có thể biến thành một cái chú chim, có thể bay lượn tự do ở trên bầu trời, có thể sống ở bất cứ đâu mà em nó muốn. Tại vì hình ảnh loài chuột á, thì thường sẽ được gắn với cái việc sống ở mấy cái nơi hôi hám nè, ở dưới đáy xã hội. Còn loài chim á, thì sẽ bay ở trên cao, tượng trưng cho giống như là một cái tầng lớp cao hơn vậy đó. Còn cái chi tiết mà em nó lấy tay che mắt lại như vậy á, thì có thể hiểu là kiểu giống như em nó biết bản thân mình là chuột thì mãi mãi là chuột thôi, không thể nào mà biến thành một cái con chim được. Cho nên tốt nhất là lấy tay che lại, sẽ không có phải thấy mấy con chim, thấy mấy cái tầng lớp cao hơn. Như vậy sẽ đỡ buồn cũng như là đỡ hy vọng hơn nè, tại vì mãi mãi điều đó không thể nào trở thành sự thật được. Ngoài ra thì trong tên của em này có chữ bay bờ, mà ở trong tiếng Anh á, cái chữ bay bờ đó thường là cái từ tiếng lóng của chữ tiền. Cho nên Ngọc đoán rất có thể ý nghĩa của em này đó là sự chênh lệch giàu nghèo. Nghèo thì mãi mãi nghèo, còn giàu thì càng ngày họ càng giàu hơn. Em tiếp theo nhìn khá là nổi bật với hai tông màu chủ đạo đó là màu xanh đột chuối và màu vàng. Ngoài ra thì còn có một vài chi tiết có màu cam nữa. Nhìn khá là chói mắt ha. À với lại có một cái chi tiết mà Ngọc thấy mấy em ở series 2 này khác so với cái series 1, đó là cái phần má hồng cũng như là cái phần hồng hồng ở dưới cằm của em đó nè, sẽ đậm hơn so với cái series đầu tiên ha. Và em này có tên là chú ếch bị dính bẫy, đó là lý do tại sao mà nhìn xung quanh người em nó đang có một cái dây kiểu giống như là đang bị trói lại vậy đó ha. Và em này có một cái câu chuyện á, rất là phổ biến mà Ngọc đoán ở đây ai cũng biết, đó chính là ếch ngồi đáy giếng. Thì đây là một cái câu chuyện kể về một cái con ếch tự cao tự đại sống ở dưới một cái đáy giếng, cứ cho trời là vung, mình cái gì cũng biết hết trơn á, cho đến khi nó vừa nhảy ra khỏi cái giếng á thì bị nguyên một cái con trâu đạp chết ngay lập tức luôn. Còn đối với em Siga này thì Ngọc đoán em nó lại mang đến cho chúng ta một lời khuyên. Tuy đúng là chúng ta nên bước ra khỏi cái giếng và học hỏi nhiều thứ mới. Hình ảnh cái giếng thì có thể hiểu giống như là gia đình vậy. Tại vì khi mà ở nhà chúng ta lúc nào cũng sẽ được bao bọc che chở. Còn hình ảnh bước ra khỏi cái giếng thì giống như là chúng ta khi mà trưởng thành á, sẽ phải bước ra ngoài xã hội tự buôn ba, tự nuôi sống bản thân. Và nếu mà trước đó chúng ta không tự trau dồi kiến thức cho bản thân cũng như là học hỏi nhiều kinh nghiệm từ người lớn thì rất có thể khi mà bước ra ngoài xã hội á, chúng ta sẽ rất là dễ bị lừa gạt, bị hãm hại nha. Giống như là em xích gà vậy đó, vừa bước ra khỏi miệng giếng là đã bị dính bẫy rồi. Em tiếp theo có một cái thiết kế nhìn rất là ấn tượng luôn nha. Đầu tiên á, là cái mắt nhìn rất là đẹp luôn nè. Tiếp theo đó chính là cái phần nón ở trên đầu của em nó sẽ có hình giống như là một chú gấu vậy đó. Và cái bề mặt này cho Ngọc cảm giác giống như là cái con gấu này được làm từ đá và được chạm khắc vậy đó ha. Nhìn rất là nghệ thuật luôn. Mọi người có để ý là mấy em xích gà thường sẽ có một cái tư thế rất là đơn giản luôn đúng không? Giống như là đang đứng rồi để hai cái tay xuống như vậy nè. Nhưng mà không hiểu sao khi mà nhìn vào mấy em nó, Ngọc cảm thấy rất là thú vị luôn chứ không có kiểu bị nhàm chán á. Và em nó có tên là gấu đen tức giận. Tên của mấy em ở trong bộ đồ chơi này thì Ngọc dịch ra tiếng Việt dựa vào tên tiếng Trung của mấy em nó ở trên này nè, chứ không phải là cái tên tiếng Anh ở dưới này đâu nha mọi người. Hoặc nếu mà Ngọc dịch sai thì mong mọi người thông cảm cũng như là nói cho Ngọc biết ở dưới phần bình luận nha. Còn cái câu chuyện của em này thì hết sức đơn giản và dễ hiểu luôn. Đầu tiên thì mọi người hãy nhìn vào cái nón
Đây, cái nó hình con gấu ở trên đầu của em nó nhìn khá là kiểu hung dữ và tức giận luôn đúng không? Nhưng mà trái lại nhìn cái trang phục ở phía dưới của em nó lại là một cái yếm màu hồng nhìn khá là dịu dàng. Với lại cái khuôn mặt của em nó thì kiểu giống như là em nó đang cố tỏ ra là hung dữ vậy đó, chứ không phải là em nó hung dữ như vậy. Điều này làm cho Ngọc nghĩ đến việc em nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất ở bên trong á, em nó lại là một người khá là dễ thương và yếu ớt. Có lẽ là điều này không còn quá xa lạ với chúng ta nữa rồi đúng không? Vì một lý do nào đó mà chúng ta không thể nào sống thật với bản thân, lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ vì không muốn mọi người xung quanh nói chúng ta là một cái đứa yếu ớt. Đến với hộp kế cuối luôn. Em kế cuối của chúng ta có tên là chú gấu giàu có. Toàn bộ người của em này đều sẽ có một cái màu nâu nhìn giống như là một cái thỏi sô-cô-la vậy đó ha. Ở trên đầu thay vì có hai cái lỗ tai gấu thì em nó lại có... đây, hai cái đầu gấu, đó, tổng cộng có 4 cái lỗ tai luôn. Nhìn hơi dị dị một tí xíu. Còn ở phía dưới tay của em nó thì sẽ đang cầm một cái con cá và một cái giống như là một cái vòng ngọc trai vậy đó ha, thể hiện cái sự giàu có của em nó. Về câu chuyện của em này thì Ngọc hơi khó cảm nhận một tí xíu, kiểu giống như là cái em gấu này á, em nó lúc nào cũng muốn ăn những cái gì đó đắt tiền nhất, lúc nào cũng muốn sở hữu mấy cái món trang sức, mấy cái bộ trang phục phụ kiện này nọ đắt đỏ nhất. Nếu mà theo hướng tích cực á, thì chúng ta có thể hiểu là em gấu này rất là quan tâm đến mấy cái món đồ ăn mà em nó ăn, ăn sao cho tốt, cho sức khỏe nè. Nhưng mà không chỉ thế, em nó còn quan tâm đến cái vẻ bề ngoài, đến trang phục mà em nó mặc sao cho chỉnh chu, xinh đẹp. Tại vì dù sao khi mà xuất hiện với một cái vẻ bề ngoài xinh đẹp và chỉnh chu, sạch sẽ thì cũng sẽ thể hiện được cái sự tôn trọng của mình dành cho cái người đối diện ha. Ngoài cái đó ra thì Ngọc không thể nào nghĩ được một cái câu chuyện nào khác cho cái em này khi mà nhìn vào thiết kế và tên của em nó hết trơn mọi người. Ok, cùng đến với cái hộp cuối cùng và chúng ta cùng nhau xếp mấy em nó vào cái hộp trưng bày luôn ha. Em cuối cùng của chúng ta có kích thước khá là to nha. Chắc là do em nó đang ngồi, cộng thêm cái việc em nó đội một cái nón có hình giống như là một con chim cánh cụt hả ta. Rồi cái này đưa ra như vậy nè, đó cho nên nhìn nó khá là to so với mấy em vừa rồi ha. Tên của em này sẽ hơi kỳ lạ một tí xíu, đó chính là bị nhầm lẫn thành gấu trúc. Nếu mà mọi người để kỹ thì sẽ nhìn ở phía trước bụng của em nó sẽ có chữ panda, có nghĩa là gấu trúc nè. Thì theo câu chuyện của em này, do là loài chim cánh cụt có màu trắng và màu đen giống với gấu trúc cho nên thường bị hiểu nhầm là gấu trúc. Thì đúng là Ngọc biết sẽ có rất nhiều bạn đang thắc mắc là tại sao con chim cánh cụt với con gấu trúc á, nhìn nó khác nhau hoàn toàn luôn, sao mà có thể nhầm lẫn được đúng không? Thì thật sự đây cũng là một cái ý nghĩa đó, một tí xíu nên Ngọc sẽ giải thích cho mọi người ha. Đầu tiên đó là cái việc khi mà nhìn màu trắng với màu đen của em chim cánh cụt mà có thể bị nhầm lẫn thành gấu trúc á. Điều này cũng khá giống với việc chúng ta hay đánh giá người này người nọ qua vẻ bề ngoài của họ, rồi quy đồng họ là người như thế này như thế nọ, trong khi chúng ta không biết một tí xíu nào về họ hết. Còn về cái việc mà con chim cánh cụt nó nhỏ xíu à, còn con gấu trúc nó to như vậy nè, làm sao mà có thể nhầm lẫn hai cái con này được với nhau á. Theo Ngọc á thì nó phản ánh việc có một số người á, kiến thức của họ rất là kém luôn. Thậm chí hai cái con động vật phổ biến như vậy mà họ cũng không biết nữa. Để rồi khi mà nhìn vào con chim cánh cụt á, thì họ cứ khăng khăng đây là con gấu trúc. Ok, trước khi đến với cái phần đánh giá bộ đồ chơi ngày hôm nay thì cùng với Ngọc xếp mấy em nó vô hộp đã nha. Và cuối cùng là chúng ta sẽ gắn cái bìa phía trước để chống bụi cho mấy em nó. Không biết mọi người thấy sao, nhưng mà theo Ngọc á, thì nhìn ở ngoài đời như này rất là đẹp luôn nha. Cảm giác cũng khá là xứng đáng với cái số tiền trả thêm để mua cái hộp trưng bày này. Nhưng mà có một cái nhược điểm, đó là cái hộp trưng bày này được làm từ giấy cho nên là nó khá là dễ bị móc méo á. Với lại cái miếng trắng ở phía trước này nè, nó khá là lỏng lẻo, cho nên nếu mà muốn chắc chắn thì mọi người có thể lấy băng keo gì đó dán ở mấy cái góc lại cho nó dính chặt hơn ha. Đối với một đứa cảm thấy khá là nhức đầu khi mà hết chỗ trưng bày mấy em mắc thôi như Ngọc, khi mà hốt được cái hộp display này á, thật sự rất là vui luôn mọi người. Cho nên ai mà giống như Ngọc vừa thấy cái này đẹp mà vừa hết mấy cái chỗ trưng bày thôi á, thì có thể tham khảo mua cái phiên bản Gearbox này ha. Và tất nhiên là vẫn như mọi lần, mọi người đều sẽ có cảm nhận riêng đối với từng em Actoy. Cho nên nếu mà mọi người có cảm nhận khác so với Ngọc á, thì điều này hết sức là bình thường thôi nha. Và sau đây sẽ là một vài đánh giá của riêng Ngọc dành cho cái bộ đồ chơi Sigga We Are So Cute ngày hôm nay. Đầu tiên là về thiết kế thì mấy em đó vẫn giữ được cái phong cách thiết kế nhìn khá đơn giản nhưng rất là nghệ thuật, giống như là series 1.
tiếp theo đó chính là bề mặt hoàn thiện cũng như là cái màu sơn cực kỳ chỉnh chu, cảm giác còn đẹp hơn series 1 nữa. Và cuối cùng cũng là điều mà Ngọc cảm thấy tuyệt vời nhất, đó chính là mỗi em đều có một cái câu chuyện rất rất là ý nghĩa. Điều này làm cho mấy em nó không chỉ là một cái món đồ chơi nghệ thuật trang trí bình thường mà còn là một cái món đồ mang về cái giá trị tinh thần nữa. Và giống như ở video unbox series 1, Ngọc nói là lót dép đợi series 2, thì bây giờ Ngọc lại tiếp tục lót dép đợi series 3 của mấy em Sigga nhá. Còn bây giờ chắc có lẽ là phải kết thúc video này tại đây thôi, tại vì Ngọc quay cái video này từ lúc 1 giờ trưa, bây giờ là gần 6 giờ chiều luôn rồi. Tại vì cái bộ đồ chơi ngày hôm nay á, phải nói là nó rất rất là đẹp cũng như là ý nghĩa hay á, cho nên là Ngọc nói hơi nhiều, bây giờ quá trời là đau cổ luôn. Ok, thôi thì có gì hẹn gặp mọi người trong video tuần sau nha. Còn bây giờ thì bye bye.